高粱酒不是4-5百块？你要玩的，加油！过来帮忙啊，弟！啊，帮姐姐。小心哦！啊，再丢吧，还接不上。好小。 你这样就不对啊！你在风头这的。đây năm nay á ở tỉnh đây á thì ít người bệnh dịch nhiều á, cho nên là ít có người đi lắm. Cái lại người ta cũng cấm nữa. Đó, ở bên Đài Loan thì họ cúng như vậy đây, Tết. Rất là ít người luôn. Mỗi năm mà không có dịch đó là sáng là đi là chan chân không lọt luôn á. Rất là đông người. Ở bên đền cũng xong rồi, giờ qua cúng bên thần thổ địa. Bữa nay trời ông nắng rất là đẹp trời luôn, nhưng mà ngày mai thì bắt đầu mưa nữa rồi. Ở bên thần thổ địa bên đây cũng ít người lắm. Trước thần thổ địa có một cái suối nè. Rồi có trồng hoa trà nè. Hoa đẹp chưa? Mà cái bao cái hoa này nó màu hồng hồng. Bông bên đây thì màu đỏ nè. À, cái bông này nhìn đẹp không nè, nó quá trời cánh luôn. Còn ở bên
bên đây thì cái đường này là đường đi bộ dành cho những người đi bộ tập thể dục rồi ha. Hello, xin chào cô chú anh chị em, chào tất cả mọi người, chào buổi chiều, hồi sáng giờ sáng sớm thì ở nhà có cúng ở ngoài trời, xong rồi cái đi qua bên đền, rồi qua thần thổ địa cúng. Cúng xong rồi về cái làm mâm cơm cúng cho ông bà. Rồi giờ chiều cái ra hái dâu tây. Rồi mình thấy có mấy trái dâu tây chín hái đi. Chứ để em coi chợ mưa nữa. Rồi cho mọi người xem hái dâu tây bữa nay nó ứng đỏ đỏ là nhìn thấy cưng lắm. Đây. Đó, bữa nay nó chín nó đỏ như vậy nè. Thì hôm nay mình lựa trái nào mùi á, mình hái ăn trước. Mình hái một hồi mình lên sân thượng mình ăn ha. Đó. Đây nữa nè. Wow. Đó, nó chín thấy đỏ đẹp chưa? Đây. Rồi hôm nay cầm luôn cái xề nè. Cái xề này hồi sớm nè, qua bên nhà ba chồng á, nhà ông anh cả bên đó đó, cái thấy cái xề rồi xin về xài đó, chứ để bên đó anh không có xài á. Đó, được mấy cái chín nè, ngon chưa? À, dâu anh đào nè, đẹp ghê không? Ở dưới lầu bữa nay cũng hái được mấy trái này, này mình lựa trái mùi mùi mình hái thôi, rồi giờ đi tiếp lên sân thượng ha. Trái dâu anh đào nè, nó chưa có chín mùi lắm nhưng mà nó cũng bị găng bị nứt hết trơn, mình hái sớm rồi. Wow. Con trái này, trái anh đào nhìn đẹp không? Giống này mình nói nó ngọt lắm luôn nè. Đây cũng là giống anh đào nè. Đó. Bữa nay trời ổng gió quá hả? Cái nó khô hết trơn cái da. Cái da dâu nó nhìn nó khô khô, nó giống như nó bị héo vậy đó.
nhưng phải do gió quá à, nó làm khô da. Đây cũng có trái bự nè, nhóc mình đó nãy giờ phụ ba nó làm việc giờ mới lên. Trái này nó còn xanh quá mà nó bị chắc bị mấy con cuốn chiếu lên cắn nè. Có trái này nó to nè. Đó, hái được một sàng dâu. Rồi giờ mình đi hái mấy trái cà chua nữa, mình đi rửa ha. Lụi cụi hái nãy giờ, giờ mới thấy trái bạch tiết trắng nè. Trái dâu bạch tiết nó chín nè. Cái trái này bị chắc ốc sên hay là mấy con gì nó ăn mất tiêu rồi. Ai được nhiều đó. Rồi cho cả nhà xem, đây là cái chén sữa đặc. Hồi nãy mình ghi một bên này, đây là cái chén sữa đặc đó. Còn cái chén đây thì cũng là cái chén muối ớt nè. Rồi cái này là muối tôm nè. Mình làm 30%. Rồi bây giờ mình ăn dâu tây ha. Nãy giờ sắp đi hái. Hái cái dâu này là cái dâu anh đào. Để mình gọt ra cho mọi người xem cái dâu anh đào ha. Cái ruột ở trong á là nó trắng như vậy đây nè. Trắng bóc vậy nè. Cái này ăn nó thơm lắm luôn. Cái dâu anh đào này á, mình rất là thích ăn cái dâu này. Nó rất là thơm. Nhưng mà cái thịt nó rất là mềm. Cái này chưa chín mùi lắm. Nó hơi còn chua. Chắc muốn tôm ăn. Nhưng mà nó thơm với mùi anh đào lắm luôn. Nó từ dâu xin mà. Cái dâu anh đào á mà để chín mùi ăn rất là ngọt luôn, thơm lắm. Còn cái đây bạch tiết trắng này. Sò xương keo. Cái này bạch tiết trắng á, nó cũng trắng như vậy nè, ở trong á nó trắng bóc như vậy nè. Nó giống như cái anh đào, nó giống là bạch tiết vậy đó. Nhưng mà mình không thích ăn loại bạch tiết trắng này. Cái loại bạch tiết trắng này nó nghe cái mùi mình không có thích. Mình thấy nó ngọt thì nó rất là ngọt luôn, nhưng mà ăn nó không có ngon bằng anh đào đâu. Anh đào rất là ngon luôn. Còn dâu đây loại giống như là dâu Mỹ Hương, Mỹ Đá. Thì thường thường mọi người hay gọi Mỹ Đá. Thì ở bên đây người ta gọi là dâu Mỹ Khi. Tên của nó mình thấy người ta thường thường gọi như vậy. Còn tiếng Việt của mình thì mình không biết gọi tên bằng gì, nhưng mình thấy mọi người kêu là Mỹ Đá. Ăn nó thơm, ngọt. Ở trong cái trái nó bự, nó bị bọng ruột. Nó bị bọng ruột. Trái chín mùi gì ăn thì nó thơm, nó cũng được. Còn một loại dâu nữa là dâu Nhật.
mình hay trồng, thích trồng cái loại dâu Nhật nè, ăn cái thịt nó cũng mềm, nó cũng ngọt lắm. Cái nó to nó cũng không lỏng à, nó không có được đặc ha. Rồi mời tất cả mọi người nha, nãy giờ ăn mà quên. Mời cả nhà nha. Cái dâu Nhật ngon lắm, cho nên là mình thấy trồng dâu á thì mọi người nên trồng, một là dâu anh đào, hai là dâu Nhật, thì ăn nó rất là ngon, rất là thơm ngọt nữa. Đừng có trồng cái dâu bị đá hay bị hương nè, mình thấy nó không có ngon bằng cái dâu Nhật này với cái dâu anh đào đâu. Trồng nhiều loại giống á để mình trải nghiệm thôi, chứ còn ăn ngọt ngon á thì mình thấy không, dâu Nhật chứ dâu anh đào là ngon nhất. Rồi còn cái dâu nữa, cho mọi người xem là cái dâu đây. Cái dâu mà mình nói là hàng xóm người ta cho mình một cây mà mình thấy giống mà mình trồng nè. Là cái trái này nè, nó dài dài vậy nè. Trái này nó ăn cũng rất là ngọt. Đó, nó đặc biệt lắm luôn. Cái nhìn thấy ngon không? Mời cả nhà nha. Thịt nó dai ngọt, thơm mùi dâu thôi. Ngon lắm. Mình ngày giống ra nhiều nhiều còn trồng loại giống đây. Nãy đi hái cà chua nữa nè. Nhà mời tất cả mọi người ha. Ăn với sữa thì nó thơm lắm. Nó hồi sáng giờ ở bên đây thì sáng giờ nhà mình thì cũng bận rộn, thì Tết ở bên đây thì làm cái gì, Tết nói chung ở bên Đài Loan ăn Tết cũng rất là lớn. Nhưng ngặt cái là trời không mưa. Đó năm nay 29 năm, trời không có mưa, không được ngày nắng mát mẻ gì nè. Cho mình sáng cũng đi cúng, sáng thì cúng ở ngoài trời, cũng như ở bên Việt Nam mình là cúng giao thừa vậy đó. Nhưng mà bên đây ít có người cúng giao thừa, cúng ban ngày. Ban ngày chỉ như sáng sớm đó, là cúng ngoài trời đó. Xong rồi cái đi qua bên đền, cúng đền, rồi qua thần thổ địa, cúng thần thổ địa xong rồi cái trưa cái mình về có làm mâm cơm cúng ông bà, cúng ông bà xong rồi giờ cái giờ rảnh nè nó mới lên hái dâu rồi ăn chia sẻ dâu với cô chú anh chị em với tất cả mọi người. Thì ngày Tết ở bên Đài Loan đây là vậy đó. Trời ấm nắng á thì còn đi chỗ này chỗ kia chơi được, còn mà trời mưa làm ăn ở nhà thôi. Như bên đây trời mưa lạnh lắm, thời tiết mà mưa là trời rất là lạnh. Trời ổng nắng gì, bữa nay trời ổng nắng nè, mà ở ngoài chỉ có 15-16 độ thôi, còn ban đêm thì 12 độ, 13 độ. Ớt gì? Sư à? Dâu á, mình ăn với muối á, nó có cái mùi vị thơm của dâu hơn, nó hơi mặn mặn, nó ngon hơn. Còn ăn sữa, ăn với sữa sữa đặc mẹ thì nghe mùi sữa với đường thì nhiều, nó không có đặc trưng của dâu nữa. Mình vẫn thích ăn, ăn với muối thì ngon hơn.
chồng dâu nhiều á, thật sự là ăn riết cũng ngán luôn á, ngày nào cũng có dâu ăn hết trơn, có nhiều người cũng có dâu ăn thì thấy dâu thì nhìn thấy thèm vậy đó. Mà mình thì mình trồng nhiều quá, thật sự là cái gì cũng vậy, cái nhà mình trồng nhiều quá, cái ăn riết nó cũng ngán nữa. Tại vì ngày nào cũng có ăn hết á. Ngon lắm luôn. Rồi, hôm nay Loan lên chia sẻ tới đây. Năm mới Loan cũng chúc cô chú anh chị em, chúc tất cả mọi người năm mới dồi dào sức khỏe, làm ăn luôn phát tài, luôn gặp may. Rồi năm mới chúc mọi người vui vẻ ha. Rồi Loan tạm dừng clip ở đây, hẹn gặp lại những video sau. Rồi, bye bye.